chào mọi người. Hôm nay Thái Kiều Vi cho mọi người xem cái ngày hội văn hóa du lịch Bạc Liêu và giải cổ Bà Đăng năm 2022 tại Bạc Liêu ha. Đây là cái cổng vào. Tổ chức tại cặp bên nhà hát Cao Văn Lầu luôn các bạn. Rồi, chúng ta vô bên trong xem có gì ha. Rồi, còn đây là quầy không gian tại Bạc Liêu ha. Dạ, chữ gì chị? Cần Thơ. Cần Thơ chị.
quét ghét người quay. Quét chụp gì? Ghét người quay. Quét người quay phải không? Đứng người chụp. Thu người dòm. Quay lại cho tao biết là mà quê mình có gì như vậy vậy nè, không? Đây quay Đồng Tháp. Đây là đặc sản tỉnh Hậu Giang. Đây. Rồi, chúng ta đi tiếp nha các bạn ơi, tới quầy khác nha. Đây tỉnh Long An. Gian hàng tỉnh Long An. Đây, anh giới thiệu luôn nè. Có đầy đủ luôn. Rồi, chúng ta quay Sóc Trăng nha. Đây, quay tỉnh Sóc Trăng. Đây, còn quay là đặc sản tỉnh Tây Ninh. Đây bà chị bà giới thiệu thẳng lên tin luôn nè. Ghép anh năm nha, 580 ơi. Vui hả chị? Đây tỉnh Tiền Giang. Đây là tỉnh Trà Vinh. Rồi, Thảo xin dừng video nha. Chúc cô chú các bạn có một ngày làm việc vui vẻ. Rồi, nhớ đăng ký kênh Thảo nha. Rồi, xin chào.